Hello, xin chào mọi người, quay lại channel của mình. Thì hôm nay là ngày 31 tháng 12, cũng là ngày cuối năm ấy. Thì mình muốn đi làm một việc gì có ý nghĩa một chút, không phải nằm dài trên giường và ngủ đến 12 giờ trưa. Mình định rủ mọi người đi ấy, nhưng mà hôm nay mọi người cũng đăng ký nghỉ hết nên mình muốn cho mọi người ngủ nghỉ ngơi ấy. Mà mình đi ấy. Thì trước tiên thì bây giờ mình sẽ đi đánh răng rửa mặt vì bây giờ còn khá là sớm và trời ở ngoài đang đổ mưa. Mọi người cùng theo dõi video của mình nhé. Mặt kinh quá. Mọi thứ mình đã chuẩn bị xong từ tối qua rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu khởi hành thôi. Anh cậu bán sẵn rồi, ra nhân tinh mà bán luôn. Thế ở đây cháu có sữa em mà ăn đâu không? Cháu cháu ăn là đang tắt chứ. Ờ, cháu có sữa với cả cái bánh mẹo ấy. Chắc cái đều hơn cháu được làm vì sữa. Thank you.
thôi, bà kêu lấy thêm tiền uống nước, không có tiền uống nước. Thôi, nhớ theo uống đủ rồi. Cho bà uống cho sức khỏe nhá. Chúng dọn bây giờ chúng ta ở Hà Nội nhé. Từ đợt đấy á.
À dạ vâng, thì cháu có một chút đồ ấy, cháu chơi gửi lát ạ. Dạ vâng, cháu có một chút để cháu lấy. Đây điện tên chỉ là bánh. Đây bác cầm một cháu nào. Cháu lấy cái này. Đây bác cầm cháu. Bác có xúc xích không? Có xúc xích đấy. Hả? Xúc xích. Để cậu lấy xúc xích thôi nhé. Cảm ơn chị.